bạn của chồng á là có người quen ở bên Malaysia đó, là về quê ăn dỗ á thấy ngon, và dịp Tết á là có biểu là chị Quân Nghệ đó là gửi qua đám cấp đông rồi hút chân không và gửi đi Malaysia để qua đó làm quà biếu cho bần hàn của khách họ khen ngon. Yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm nó rất là nghiêm ngặt, cho nên cơ sở cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực cũng như có cấp chính quyền từ huyện đến xã hỗ trợ, cũng có ít kinh phí để cơ sở có đầy đủ thông tin cũng như là bên đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, và cuối cùng thì cơ sở cũng đã đạt được chứng nhận là OCOP 3 sao. Chả lụa và chả bò của cơ sở sản xuất chả Hải Hồng ở xã Đức Minh đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chả Hải Hồng do vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải và chị Nguyễn Thị Hồng nối tiếp từ nghề truyền thống hơn 20 năm của mẹ. Nguồn nguyên liệu quyết định 90% sự thành công của sản phẩm nên được lựa chọn rất kỹ. Đặc trưng của chả bò ở Hồng là lấy từ thịt nọc đùi của bò cỏ tại địa phương là chủ yếu, nên là thịt nó sẽ tươi thơm hơn so với nhiều nơi. Cơ sở giết mổ là phải có bản hợp đồng cam kết nguồn thực phẩm sạch, có đánh dấu của huyện xuống kiểm nghiệm cơ sở giết mổ và em lấy thịt có bản cam kết và ký hợp đồng đàng hoàng. Nguyên liệu sau khi được sơ chế kỹ lưỡng đem cho vào máy xay nhuyễn trộn đều với gia vị, và điều khá đặc biệt của cơ sở sản xuất chả Hải Hồng cũng chính là gia vị. Gia vị đặc biệt quá, cơ sở làm nước mắm có nghỉ, làm từ có cơm tự lọc hoặc là nước mắm của ông Ba ớt, cô có ba sâu của đất mùa đất mình, và cái thứ hai là tỏi Lý Sơn là đặc trưng để cho lòng gia vị nó thơm dịu nhại mà nó thơm tự nhiên. Không dùng chất bảo quản cũng là một trong những yếu tố để chả Hải Hồng thu hút được người tiêu dùng ở nhiều nơi. Và thêm một bí quyết nữa để chả được dai và giòn tự nhiên. Nén tỷ lật là độ giòn tự nhiên chứ mình không lần dùng phụ gia. Là nó chẹt là nó sẽ có giòn, độ giòn. Nhưng mà như nhiều nơi là nó bỏ bột nhiều quá là nó sẽ không có cái lỗ trên khúc chả của mình. Lúc trước là dùng bàn tay là cái năng suất nó cũng chậm hơn. Và khi ông chồng làm bên cơ khí á, là nó ốp dụng bên nén thủy lực á, là dùng cái đó nó sẽ nhẹ sức của mình hơn và cái năng suất nó nhanh hơn, thời gian nó đóng gói nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với dùng bàn tay. Sau hơn 2 năm sản xuất và bắt đầu gia nhập vào danh mục sản phẩm OCOP 3 sao vào cuối năm ngoái, chả lụa và chả bò Hải Hồng ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản lượng cũng tăng lên 20% so với trước khi được chứng nhận đạt chuẩn OCOP. Thị trường tiêu thụ ngày càng phát triển và mở rộng. Tiêu thụ hiện nay của chả bò và chả lụa ở Hồng là trên kênh online
Facebook và Zalo cá nhân của hai vợ chồng. Và thị trường mua đất mình, người ta ăn, người ta thấy ngon và người ta truyền miệng với nhau. Và cái thứ hai là có các bác sĩ trong Sài Gòn thấy uy tín về các sản phẩm OCOP và có chứng nhận.